Nằm trong các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh, Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức hội thao ngành tài chính lần thứ 12. Hội thao thu hút 219 vận động viên đến từ 7 đơn vị: Cục Hải quan tỉnh, Công ty Xổ số Kiến thiết, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Kiểm toán, Quỹ đầu tư phát triển. Tham gia hội thao ngành tài chính lần thứ 12, các vận động viên thi đấu 7 môn: cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá mini, đua xe đạp chậm, lùa bóng và ném phi tiêu. Diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, hội thao là sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên chức trong ngành, qua đó tăng cường sự đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh.